Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Câu nói của Edward khiến Conte mừng thầm. Gã béo Rala lại gây sốc về tương lai Pogba. Man United đang tạo nên cặp song tấu trong mơ và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Một câu nói của Edward khiến Conte mừng thầm. Chia sẻ trước truyền thông mới đây, phó chủ tịch của Manchester United, Edward đã có những tuyên bố thẳng thắn về kế hoạch dài hạn của Quỷ Đỏ. Theo đó, sếp lớn cho hay, ban lãnh đạo đội bóng vẫn đặt niềm tin vào huấn luyện viên Solskjaer, bằng chứng là đội bóng đã bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ Cristiano Ronaldo, Raheem Varane và Jadon Sancho ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Edward phát biểu, chúng tôi đã tăng cường đáng kể đội hình trong mùa hè vừa qua, với sự bổ sung của Cristiano Ronaldo, Raheem Varane, Jadon Sancho và Tom Heaton. Những bản hợp đồng này đã chứng tỏ khả năng của chúng tôi trong việc thu hút những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến với Old Trafford và đó là cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc giúp Ole Gunnar Solskjaer mang lại những thành công trên sân cỏ. Nếu xây dựng đội hình là một quá trình liên tục thì chúng tôi tự tin hơn bao giờ hết rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Điều này được thực hiện nhờ vào sức mạnh của mô hình hoạt động của chúng tôi. Với sự đầu tư bền vững vào đội ngũ và được củng cố bởi doanh thu thương mại mạnh mẽ, chúng tôi luôn rõ ràng trong chiến lược của mình là xây dựng một đội hình với sự pha trộn giữa những ngôi sao hàng đầu và những tài năng trẻ từ lò đào tạo, bao gồm sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, với mục đích chính là giành các danh hiệu và chơi thử bóng đá tấn công theo phong cách của Manchester United. Có thể thấy, Woodward đã khẳng định lại niềm tin mà ban lãnh đạo dành cho Solskjaer, nhưng rõ ràng đây không phải là một niềm tin mù quáng. Ông đã nhấn mạnh hai mục tiêu tối thượng mà câu lạc bộ nhắm đến trong quá trình phục hưng Manchester United. Đó là giành được danh hiệu và chơi thử bóng đá tấn công mang bản sắc của câu lạc bộ. Hiển nhiên, nếu không đạt được những yêu cầu mà ban lãnh đạo đề ra, chắc chắn Solskjaer sẽ phải nhận trách sa thải. Về mục tiêu đầu tiên, đến nay Solskjaer vẫn chưa mang về Old Trafford bất kỳ chiếc cúp nào. Về mục tiêu thứ hai, đúng là Solskjaer đã mang thử bóng đá tấn công trở lại với Quỷ Đỏ, nhưng mới đây ông lại bất ngờ thực dụng và triển khai chiến thuật tử thủ trước Young Boys. Chắc chắn, màn trình diễn thảm hại vừa rồi không thể khiến giới thượng tầng Man United hài lòng, đặc biệt là trong trận giao quân của câu lạc bộ tại đấu trường Champions League. Trước tình hình trên, có thể nói tương lai của Solskjaer đang thực sự rơi vào bế tắc khi cả hai mục tiêu Man United đề ra vẫn chưa được ông đáp ứng. Còn với huấn luyện viên Antonio Conte, chắc hẳn ông đang mừng thầm bởi chắc sa thải đang ngày một tiến gần hơn đến với vị thuyền trưởng hiện tại của Quỷ Đỏ. Song Heung-min thừa nhận là fan MU. Trong một chia sẻ mới đây với Pro Direct Soccer, Song Heung-min đã thừa nhận anh là một fan của MU. Theo đó, tiền đạo người Hàn Quốc cho biết, đội bóng mà tôi ủng hộ trong quá trình trưởng thành đương nhiên là Man United bởi ở đó có Park Ji-sung. Anh ấy là thần tượng của tôi khi còn nhỏ, là một người bạn tốt của tôi hiện tại. Lúc này, tình yêu và sự tập trung của tôi là dành cho Tottenham. Dortmund chọn Timo Werner thay thế Haaland. Nguồn tin từ tờ Bild của Đức xác nhận Dortmund muốn chiêu mộ Timo Werner của Chelsea để thay thế Erling Haaland nếu tiền đạo người Na Uy ra đi vào hè 2022. Hợp đồng của Haaland với Dortmund có điều khoản giải phóng với mức phí 68 triệu bảng và điều khoản này bắt đầu có hiệu lực từ hè 2022. Trong khi đó, Timo Werner đang dần làm quen với băng ghế dự bị khi ở mùa giải năm nay, Chelsea đã có được sự bổ sung mang tên Romelu Lukaku. Trong trường hợp Werner được đánh giá, đội chủ sân Sunderland cũng cân nhắc chia tay chân sút người Đức. Hiện Werner được Transfermarkt định giá là 65 triệu euro. Gã béo Rala lại gây sốc về tương lai Pogba. Mới đây, siêu cò Mino Rala lại gây sốc với phát biểu về tương lai của tiền vệ Pogba. Gã béo xác nhận tiền vệ người Pháp đang suy nghĩ tới chuyện rời MU và có thể quay trở lại Juventus. Phát biểu trên Rai Sport, người đại diện của Pogba tiết lộ, Pau hết hạn hợp đồng vào tháng 6, vì vậy chúng tôi sẽ nói chuyện với MU và chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Juventus, Pau vẫn yêu Turin. Có khả năng Pau sẽ trở lại Juventus. Vâng, nhưng mọi chuyện cũng phụ thuộc vào kế hoạch của Juventus. Dù mập mờ về tương lai của Pogba, tuy nhiên nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò của Mino Raiola để đòi hỏi MU tăng lương cho tiền vệ người Pháp. Sự trở lại của Ronaldo mang đến ảnh hưởng tích cực với Pogba. Niềm tin của MU về khả năng tiền vệ người Pháp ký hợp đồng mới đang ngày một gia tăng. Về phía MU, đội chủ sân Old Trafford cũng rất thiện chí gia hạn hợp đồng với Pogba. Rất có thể trong bản hợp đồng mới, anh sẽ có thêm nhiều chế độ đãi ngộ tốt hơn nhờ tương xứng với đẳng cấp. Ở mùa giải này, Pogba đã có khởi đầu mỹ mãn. Anh góp tới 7 pha kiến tạo chỉ sau 4 trận đấu đầu tiên ở Premier League. Với phong độ hiện tại, cơ hội để Pogba phá kỷ lục 20 pha kiến tạo của Thierry Henry và Kevin De Bruyne là rất cao.
Liverpool sẵn sàng gây sốc với Lewandowski. Tương lai của Robert Lewandowski thời gian qua trở nên khó đoán. Có thông tin cho rằng Lewandowski muốn tìm kiếm thử thách mới. Theo đó, Liverpool là bến đỗ tiềm năng dành cho chân sút người Ba Lan. Hợp đồng của chân sút 33 tuổi với gã khổng lồ xứ Bavaria sẽ hết hạn vào hè 2023. Lewandowski được cho là đã thông báo với Bayern về mong muốn ra đi. Features khẳng định Liverpool sẵn sàng đua giành Lewandowski. Cái tên được huấn luyện viên Jurgen Klopp đặc biệt quan tâm sau khi hai thầy trò đã có thời gian đẹp đẽ cùng nhau tại Dortmund. Man United đang tạo nên cặp song tấu trong mơ. Sự kết hợp của hai cầu thủ mang quốc tịch Bồ Đào Nha mở ra nhiều gợi ý, hứa hẹn trên mặt trận tấn công của Quỷ Đỏ. Ai sẽ là người kiến tạo cho Cristiano Ronaldo ghi bàn? Đó là một trong những câu hỏi được các cổ động viên Man United quan tâm nhất khi siêu sao người Bồ Đào Nha đặt chân đến sân Old Trafford. Có hai đáp án lý tưởng cho câu hỏi trên: Paul Pogba và Bruno Fernandes. Cả Pogba lẫn Fernandes đều là các chân truyền thượng hạng, sở hữu óc quan sát nhạy bén, tư duy truyền thật ấn tượng. Xét về vị trí thi đấu, Fernandes là người thi đấu gần nhất với Ronaldo khi anh thường xuyên được huấn luyện viên Solskjaer xếp đá ở vai trò số 10. Trong khi đó, Pogba thi đấu lùi sâu hơn ở hàng tiền vệ hoặc đá giặt cánh trái khi cần thiết. Điều đó cho thấy Fernandes hứa hẹn là nguồn cung cấp bóng chính cho CR7 trong màu áo Man United giai đoạn tới. Trận đấu với Young Boys vừa qua cho thấy một kịch bản tươi sáng giữa Fernandes và Ronaldo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vẻ máu ngoài tuyệt đẹp khiến kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn mở tỷ số. Sự gắn kết hiểu ý giữa bộ đôi này gợi ý nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương hơn cho Man United. Ronaldo có sự ảnh hưởng và tác động lên các đồng đội xung quanh, Oli chia sẻ. Sự trở lại của CR7 tạo ra tinh thần tích cực trong phòng thay đồ Man United. Với bản tính khao khát chiến thắng, nhiều cổ động viên kỳ vọng siêu sao 36 tuổi có thể kết thúc thúc đẩy các ngôi sao khác như Fernandes, Pogba, Marcus Rashford, Mason Greenwood thi đấu nhiệt huyết và cống hiến hơn nữa. Trên thực tế, bộ đôi Ronaldo và Fernandes đóng góp 12 bàn thắng trong tổng số 22 bàn của tuyển Bồ Đào Nha tại vòng loại Euro 2020. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa kết hợp cùng nhau tạo nên bàn thắng cho Selecao châu Âu. Kịch bản đó lặp lại ở vòng chung kết Euro 2020. Tia lửa vẫn chưa xuất hiện giữa Ronaldo và Fernandes trong màu áo đội tuyển quốc gia. Khác với màu áo đội tuyển quốc gia, Fernandes thi đấu ở gần khu vực 1/3 cuối sân đối phương hơn, hiện diện nhiều hơn ở khu vực cấm địa đối thủ. Điều đó cho phép ngôi sao 27 tuổi thoải mái đi bóng, kiến tạo và ghi bàn. Cú hat-trick ấn tượng vào lưới Leeds United minh chứng khả năng ghi bàn ấn tượng của cựu sao Sporting Lisbon. Trong khi đó, Ronaldo nổi tiếng với lối chơi đa dạng, linh hoạt trên hàng công. Oli ưa thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, điều đó đồng nghĩa vị trí hoàn hảo nhất với CR7 là số 9 khi hành lang cánh đã có những gương mặt chất lượng trẻ trung như Jadon Sancho, Marcus Rashford hay Mason Greenwood. Fernandes sẽ chơi ngay phía sau Ronaldo, tạo cầu nối gần hơn giữa anh và CR7. Khả năng thính nhạy bàn thắng trong khu vực 16m50, kỹ năng đánh đầu thượng hạng giúp CR7 đặc biệt nguy hiểm trong vai trò số 9. Chúng ta cùng chờ đợi sự kết hợp của bộ đôi này ở các trận đấu sắp tới của Man United. Lukaku đấu khen gia vị thượng hạng cho derby thành London. Nếu như Romelu Lukaku đang từng bước ghi tên mình trong top những tiền đạo cắm xuất sắc nhất thế giới trong màu áo Chelsea, thì Harry Kane cũng chẳng chịu kém cạnh với những nhận định tương tự. Ấy thế nhưng ngay trước thềm diễn ra trận derby lần này, cán cân ưu thế đang nghiêng hẳn về phía tiền đạo của Chelsea như một sự tương phản về phong độ và đẳng cấp của hai đội hiện thời. Xét về các con số thống kê sau 4 trận đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2021, từ cuộc đua chiếc giày vàng, tỷ lệ sút trúng đích, khả năng rê bóng, chạm và đấu tay đôi, thì Lukaku đều đang nhìn hơn so với Kane. Những thống kê so sánh về mặt thành tích đối đầu hay những chỉ số cá nhân giữa những cái tên hàng đầu của hai đội vẫn luôn được nhắc tới như là thứ gia vị hấp dẫn. Điều ấy càng đặc biệt hơn khi trận đấu tới đây là trận derby giữa Chelsea và Tottenham. Trận derby thành London vốn đã chất đầy những điều ngược được xem là ân oán và thù hận. Cả hai câu lạc bộ đều xem đối thủ sắp tới của mình là những đội bóng không đội trời chung. Thậm chí mối quan hệ ấy còn được bày tỏ thẳng thắn trên bàn đàm phán khi sẵn sàng bán lỗ hoặc không giao dịch khi đối tác là Tottenham hoặc ngược lại. Huyền thoại MU chỉ ra điểm yếu của Quỷ Đỏ. Cựu trung vệ MU Paul Parker nhận định việc chiêu mộ Ronaldo và Varane giúp Quỷ Đỏ sở hữu một hàng công ấn tượng cùng hàng thủ vững chắc. Tuy nhiên, Parker cho rằng điểm yếu của MU chính là hàng tiền vệ. Parker nói, MU chưa sẵn sàng vô địch Premier League vào thời điểm này bởi vì họ chưa có một tiền vệ trung tâm chơi ổn định. Họ đã thực hiện một bước tiến lớn khi chiêu mộ Ronaldo vì điều đó mang lại cho họ cơ hội vô địch lớn hơn và giảm áp lực lên các cầu thủ khác. Nhưng MU lại không có tiền vệ trung tâm hàng đầu ở Premier League vào thời điểm này. Tuy nhiên, về mặt phòng ngự, họ tốt hơn rất nhiều các đội khác. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!